Cùng mình học tiếng Anh qua phụ đề phim Wednesday đang thống trị Netflix nha. Ở phân cảnh này, trong tập 4 của mùa 1, khi nhân vật chính Wednesday nhìn thấy bộ váy yêu thích của mình, cô đã hỏi anh bạn Thing là ông lấy đâu ra tiền để đáp lại. Thing xòe bàn tay ra và Wednesday đã tự trả lời cho câu hỏi của mình bằng cụm Five finger discount, of course. Five finger discount, giảm giá bằng 5 ngón tay, là từ lóng chỉ hành động ăn cắp vặt, nhảy đồ ở cửa hàng. Ở đây, bản phụ đề đã khéo léo dịch thành nghề của dân hai ngón, nghĩa là chiêu trò của dân móc túi ăn trộm vặt ấy. Áp dụng thử luôn nhá. Man, look at this. We're definitely gonna buy this one. But how? How could we find all that money? Here, with this. You mean five finger discount? Hẹn gặp lại các bạn với nhiều kiến thức hay hơn nữa nhá. Bye! Unfollow kênh TikTok chính thức của Phê Phim để thêm yêu điện ảnh nhá.